Quý vị và các bạn thân mến, mình là Tử Vi Hoan Hỷ chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ hai ngày 17 tháng 7 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm Quý Mão. Ngày này là ngày Bính Tý tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Mão Quang, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Cầu Trận, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành niên mệnh dạn hạ thủy ngày Bính Tý, tức chi khắc can, nghĩa là thủy khắc với hỏa, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm dạn hạ thủy kỷ tuổi canh ngọ mậu ngọ ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày tý lục hợp với sửu, tam hợp với thìn và thân thành thủy cục, xung với ngọ hình mão hại mùi phá dậu và tuyệt tỵ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi canh ngọ mậu ngọ, tuổi xung trong tháng tuổi bính tý giáp tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt đức hợp tốt mọi việc, sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Thiên Tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương, sao Giải Thần đại cát tốt mọi việc, nhất là tố tụng tế tự giải oan trừ được các sao xấu. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh đại cát tốt mọi việc, có thể giải được các sao xấu trừ sao Kim Thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Ngục xấu mọi việc, sao Thiên Hóa xấu về lập nhà, sao Nguyệt Phá xấu về xây dựng nhà cửa, sao Thủ Tử xấu mọi việc trừ săn bắt, sao Hoàng Vu xấu mọi việc, sao Thiên Tặc xấu đối với khởi tạo động thổ về nhà mới khai trương, sao Phi Ma Sát kỵ về giá thú nhập sạch, sao Ngũ Hư kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng tây nam, tài thần hướng chính đông. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 17 tháng 7 năm 2023 cụ thể, chi tiết, chính xác nhất. Tử vi thứ hai ngày 17 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ hai đầu tuần này, được chính ấn chiếu mệnh cho thấy người tuổi Tý phát triển tốt nếu theo đuổi con đường nghiên cứu hoặc hành chính sự nghiệp. Bạn nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh và có cơ hội thăng tiến trong tương lai nếu biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm như thông minh, điềm tĩnh, không màng danh lợi thì bạn cũng cần ý thức được khuyết điểm của mình là bảo thủ và hướng nội. Hãy cởi mở hơn trong việc tiếp thu các kiến thức mới cũng như các mối quan hệ mới. Trong ngày thủy vượng như hôm nay, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và dân văn phòng. Bạn không nên ngồi làm việc quá lâu một chỗ mà thỉnh thoảng nên đứng lên thư giãn và vận động. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, khẳng định được giá trị bản thân, được nhiều người kính trọng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, tư tưởng bảo thủ, khó tiếp thu những điều mới mẻ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, thông minh, điềm tĩnh, giải quyết tốt vấn đề đặt ra. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, nên tăng cường vận động, tập thể dục thể thao. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy mở rộng mối quan hệ của bản thân. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 31, số 55. Giờ tốt: từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh da trời. Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
tử vi thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 của tuổi Sửu. Vận trình ngày mới, công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có tam hội phù trợ. Dù vấn đề phải đối mặt có phức tạp, bạn vẫn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý. Nhờ vậy, mọi người đều yên tâm khi giao công việc cho bạn. Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được người có cùng chí hướng với mình. Đó sẽ là người hợp tác ăn ý cùng bạn, tương lai hai người có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn, bởi có vẻ như bạn đang dành quá ít thời gian cho người ấy đấy. Dù có bận rộn đến đâu, bạn nên hiểu rằng tình cảm quý giá hơn tiền bạc nhiều. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Công việc tiến triển suôn sẻ, thuận lợi dù có gặp phải vấn đề gì. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Được người đi trước giúp đỡ giải quyết khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa. Gặp được người có cùng chí hướng nên hợp tác làm việc. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ. Gặt hái được nhiều thành công đáng ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh Mộc. Bớt thời gian làm việc, quan tâm tới nửa kia nhiều hơn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 11, số 96. Giờ tốt: từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: xám, cà phê. Quý nhân phù trợ: Tý, Thị, Dậu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Dần quá tự tin vào bản thân nên thành ra kiêu ngạo, không chịu hòa nhập với mọi người, không muốn nghe theo ý kiến của người khác. Chính vì vậy, dưới tác động của tỷ kiên, bạn dễ rơi vào cảnh tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn cần phải hiểu rằng dù mình có tài giỏi đến mấy thì chắc chắn mình cũng không thể giải quyết được tất cả mọi chuyện trong công việc cũng như trong cuộc sống. Hãy học cách khiêm tốn và hợp tác với mọi người để cùng phát triển. Trái lại, trong chuyện tình cảm, thủy sinh mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn ý thức được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải phụ thuộc hoặc là trách nhiệm của riêng ai. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy. Thu được thành quả sau nhiều cố gắng. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa. Những người làm nghề tự do có thể phát tài. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ. Hãy tự tin hơn nữa trong tương lai. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh Mộc. Biết chăm sóc và vun vén cho gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim. Có trách nhiệm với người thân. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 69, số 35. Giờ tốt: từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: xanh lá cây, xanh da trời. Quý nhân phù trợ: Mão, Thìn, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mão. Ngày mới do phạm vào cục diện Tý Mão tương hình, người tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác. Nếu cứ tiếp tục kiêu ngạo quá mức như hiện tại, bạn sẽ dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác, gây hối tiếc trong tương lai. Bên cạnh đó, nếu muốn góp ý với người khác, bản mệnh nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, tránh việc gây tổn thương cho người nghe. Cho dù bạn có thiện chí đến thế nào đi chăng nữa mà diễn đạt không hiệu quả thì bạn cũng sẽ phải nhận phản ứng trái chiều. Thủy sinh mộc, may mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình. Vì vậy, bạn không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần nhẹ nhõm và đôi bên có thể cùng nhau tìm cách giải quyết. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Dễ gây mất lòng người khác vì không chú ý đến cách diễn đạt. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa, coi thường ý kiến của mọi người, khăng khăng với quan điểm cá nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ, chú ý cách ăn nói và cư xử, đừng gây tổn thương người khác. Tử vi tuổi Tân Mão,
thuộc mệnh Mộc, có tài nhưng cần khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vợ chồng tâm lý và thấu hiểu, hãy cùng tâm sự để tìm cách giải quyết vấn đề. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 22, số 78. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh nước biển. Quý nhân phù trợ, Dần, Thìn, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thìn. Xem tử vi hàng ngày, phương Đông chỉ ra rằng nhờ có tam hợp nâng đỡ, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, vì bản tính cả thèm chóng chán nên bạn chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời chứ khó có thể kéo dài lâu. Muốn thành công thì một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì, bạn nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu luôn bỏ dở giữa chừng, bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng cũng như nhận được sự đánh giá cao của người khác. Thổ khắc thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia không quá yên bình. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn cần bình tĩnh dành thời gian nghe nửa kia giải thích, chứ không nên dễ dàng tin theo lời bàn ra tán vào của người ngoài. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, làm việc theo cảm hứng nhất thời, không duy trì được sự kiên trì. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, nên rèn luyện tính kiên trì, chớ bỏ cuộc giữa chừng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, mối quan hệ vợ chồng không hòa hợp. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không nên vội tin theo lời người ngoài, hãy học cách lắng nghe. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 15, số 77. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, xám. Quý nhân phù trợ, Tý, Mão, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tỵ. Thực thần xuất hiện trong vận trình của người tuổi Tỵ, phù trợ cho con giáp này, giúp những ai làm nghề tự do có thể nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Bạn có thể tiếp tục dùng số tiền đó để đầu tư cho tương lai, khiến cuộc sống ngày một sung túc. Tuy nhiên, người theo đuổi con đường sự nghiệp chưa gặp được nhiều may mắn trong ngày hôm nay, tình hình tài chính của bạn cũng không có nhiều biến động. Bản mệnh cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa trước khi vội nghĩ đến việc tận hưởng thành quả. Thủy khắc hỏa khuyên con giáp này nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay sở thích cá nhân. Tiền bạc là vật ngoài thân, mất rồi có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, tiếp tục cố gắng hơn nữa trước khi nghĩ đến việc hưởng thụ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, tài chính không có nhiều biến động. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, quan tâm hơn đến gia đình, đừng để tình cảm nhạt phai. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 91, số 25. Giờ tốt, từ 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mùi, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 của tuổi Ngọ. Cục diện ngũ hành tứ hình xung, Ý Ngọ Mão Dậu tác động gây trở ngại,
báo hiệu một ngày không may mắn với người tuổi Ngọ trên phương diện sự nghiệp. Bạn dễ bị kẻ tiểu nhân nói xấu gây ảnh hưởng đến uy tín. Tuy nhiên, bản mệnh chớ hành xử nóng nảy kẻo càng dễ rơi vào bẫy hơn. Phương diện tài lộc cũng không có điểm sáng bởi con giáp này thường phải chịu sự cạnh tranh thiếu lành mạnh đến từ đối thủ. Những hành động quấy nhiễu của đối phương thường khiến bạn khó tập trung vào hoạt động kiếm tiền của mình. Thủy khắc hỏa, mối quan hệ giữa con giáp này với nửa kia có thể sẽ vướng phải trục trặc. Hai người có thể không đồng tình với một vài quan điểm của nhau, nhưng càng như vậy thì càng cần phải kịp thời trao đổi và nhanh chóng đưa ra ý kiến thống nhất. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, nên giữ mình tỉnh táo, tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, dễ bị kẻ tiểu nhân hạ bệ gây ảnh hưởng uy tín. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, khó tập trung vào nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, nên trao đổi ý kiến với nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, mối quan hệ gia đình ngày càng căng thẳng. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 65, số 01. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: tím, đỏ. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 của tuổi Mùi. Bước sang ngày mới, gặp cục diện Tí Mùi tương hại giáng họa, người tuổi Mùi vướng phải những trục trặc bất ngờ trong ngày hôm nay. Đây không phải là lúc bạn thân trách phận mà hãy nhanh chóng nhìn nhận lại công việc để xác định gốc rễ vấn đề. Khi có đồng tiền dư giả trong tay, bản mệnh cũng chớ vội vàng đầu tư hoặc mua sắm theo lời rủ rê của những kẻ không thực sự thân thiết. Trước khi rút tiền làm việc gì, bạn cần kiểm chứng thông tin rõ ràng để tránh rơi vào bẫy. Thổ khắc thủy, người còn độc thân dễ gặp đào hoa xấu trong ngày hôm nay, vì thế bạn hãy chú ý giữ khoảng cách với các đối tượng có ý định tiếp cận mình. Bạn không nên quá vội vàng đến với bất cứ ai. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, cẩn thận kẻ tiểu nhân giở trò hãm hại. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh thủy, khó tránh khỏi xui xẻo trong hôm nay. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh hỏa, không nên vội vàng đổ tiền đầu tư. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ, hãy giữ khoảng cách với người khác. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh mộc, chớ vội tin theo lời đường mật. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 13, số 27. Giờ tốt: từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, xám. Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 của tuổi Thân. Ngày mới được kim sinh thủy, mối quan hệ giữa người tuổi Thân và vợ chồng mình vô cùng hòa hợp. Bạn luôn dành thời gian để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia, nhờ thế mà đôi bên có thể thấu hiểu nhau mà không cần lên tiếng. Cho dù đã kết hôn hay chưa, nếu có ý định hâm nóng tình cảm đôi bên, bản mệnh có thể nhân thời điểm hiện tại để tổ chức những buổi hẹn hò lãng mạn. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy đôi bên càng thêm phần gắn bó. Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, thiên quan cho thấy bạn là một người nóng nảy, dễ bị kích động. Đừng vội tin theo lời xúi giục của những kẻ xấu bụng. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần học cách lắng nghe nhiều chiều. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh thủy, mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, thấu hiểu nhau. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh hỏa, luôn thấu hiểu và bao dung nửa kia, coi trọng gia đình. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh thổ, nên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh mộc, nóng nảy, dễ bị kích động, tin theo những kẻ xấu bụng. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh kim, không nên dễ tin vào những lời dụ dỗ. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao.
Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn, số 50, số 82. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, bạch kim, vàng kim. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 của tuổi Dậu. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Dậu không nên chủ quan trong công việc vào ngày hôm nay do bạn phải đối đầu với cục diện tương phá. Nếu không chú ý, rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ, khiến bạn trở tay không kịp. Bản mệnh cũng không nên quá vô tư mà cần quan sát hành động của mọi người xung quanh nhiều hơn, đề phòng có kẻ ném đá giấu tay. Tuy nhiên, dù có ở trong trường hợp xấu nhất, bản mệnh cũng nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết chứ không nên nóng nảy, tuyệt vọng. Dù công việc có gặp phải trắc trở đến đâu, bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy, đừng giấu mọi việc trong lòng. Hai người luôn nghĩ ra nhiều giải pháp hơn một người, và đây cũng là thời điểm để hai vợ chồng càng xích lại gần nhau. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh thủy. Công việc gặp trở ngại bất ngờ, không nên lơ là, thiếu tập trung. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh hỏa. Chú ý kẻ ném đá giấu tay gây cản trở công việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh thổ. Nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết thích hợp trong mọi tình huống. Tử vi tuổi Tân Dậu, thuộc mệnh mộc. Không nên giấu mọi chuyện trong lòng khiến bản thân căng thẳng. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh kim. Tâm sự với nửa kia nhiều hơn để cùng tìm cách giải quyết. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 23, số 69. Giờ tốt, từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, xám. Quý nhân phù trợ, Thân, Dậu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 của tuổi Tuất. Trong ngày có Tuất thổ khắc Tý thủy, cho thấy mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ đang cố gắng tiếp cận bạn để kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn cần giữ khoảng cách với họ, chớ nên tin theo lời nịnh nọt. Bạn cũng cần quan tâm hơn đến gia đình của mình và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những quan điểm của bạn đã là đúng đắn. Phương diện tài lộc của bản mệnh dự báo có nhiều điểm sáng. Thiên tài cho thấy một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào vận may. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải xác định rằng mình không nên quá dựa dẫm vào số tiền từ trên trời rơi xuống. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh hỏa. Xung quanh có nhiều kẻ giả tạo, chú ý giữ khoảng cách. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh thổ. Không nên áp đặt suy nghĩ cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất, thuộc mệnh mộc. Nên lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Tử vi tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh kim. Phát tài dựa vào vận may. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thuộc mệnh thủy. Không nên quá phụ thuộc vào các yếu tố may mắn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 18, số 70. Giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ hai, ngày 17 tháng 7 năm 2023 của tuổi Hợi. Tam hội nâng đỡ cho vận trình ngày mới của người tuổi Hợi, con giáp này với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Bạn là con giáp dễ gần và nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của người khác nếu phải đối mặt với khó khăn. Bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay.
Nếu bạn còn đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ giúp bạn đưa ra những hướng đi thích hợp, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề hiện tại. Tuy nhiên, Thủy Vượng khuyên con giáp này cần phải chú ý hơn đến tình hình sức khỏe của mình. Không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể chỉ vì công việc quá bận rộn. Tập thể dục, thể thao là cách rất tốt để tăng cường sức khỏe. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự yêu mến của nhiều người. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, sẵn lòng giúp đỡ người khác khi có ai đó gặp khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, có cơ hội gặp được quý nhân giúp đỡ giải quyết rắc rối. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, có phương hướng chính xác cho tương lai. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, cần chú ý tới sức khỏe nhiều hơn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 26, số 97. Giờ tốt: từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường: xanh nước biển, trắng. Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.